Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đạo quý ở hành. Học Phật Pháp thì càng học càng phải thông minh mới có được cơ hội khai ngộ. Chẳng thể càng học càng ngu si, học lâu mà trí huệ không tăng trưởng, lại còn hồ đồ thêm, chẳng hiểu như thế nào là chánh pháp với tà pháp. Tại sao có tình trạng đó? Lý do thì không chịu nghiên cứu đến tận cùng. Nghe xong Phật Pháp thì chúng ta phải thi hành một cách thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh thì mang kinh cất trên kệ sách, rồi chẳng kể đến kinh nữa. Đạo lý nghe xong phải nên tha thiết tự hỏi chính mình, có noi theo được đạo lý đó không? Học Phật Pháp như vậy mới không uổng công phu, mới không lãng phí thời gian quý báu. Người xưa nói, lời nói là pháp, việc làm là đạo. Còn nói rằng, nói cho tốt, nói cho hay, chẳng thực hành, chẳng phải đạo. Lại có câu, đạo là hành, chẳng hành, đạo chẳng có dụng ích. Đức là lập thành, chẳng lập đâu còn đức. Trời giá lạnh như thế này, đến để giảng Phật Pháp, để nghe Phật Pháp, thế tất phải thực hành một cách thực tiễn mới gọi là biết nghe Pháp. Nếu không, nghe được bao nhiêu kinh, bao nhiêu Pháp đều thành vô dụng. Về điểm này, mong rằng quý vị phải hiểu một cách sâu xa. Tu đạo, tu đạo, tu đạo, phải tu đạo. Như thế nào là tu đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn thì phải ăn cho sạch, chứ không phải chỉ ăn nửa chén cơm, còn nửa kia thì đổ vào thùng rác. Vậy là tiêu hết phước báo. Khi mặc thì quần áo phải cho sạch sẽ, không thể mặc dơ giấy, nếu không sẽ mất vẻ oai nghi. Khi ngủ cũng phải giữ sạch như vậy, chăn gối phải cho chỉnh tề, tinh khiết, chứ không sống luộm thuộm, để người ngoài trông vào thì hết cả vẻ trang nhã. Hơn nữa, đối với người xuất gia thì bốn oai nghi lớn là đi, đứng, nằm, ngồi, càng phải được chú trọng. Vạn Phật Thánh Thành trong lúc còn mới mẻ thì chỗ nào cũng phải có quy củ, hết thảy mọi thứ phải làm cho tốt đẹp. Trước tiên, hãy bắt đầu từ chỗ nhỏ, mỗi người dọn dẹp sạch sẽ nơi căn phòng của mình, một tờ giấy, một cây bút cũng phải xếp vào nơi chốn của chúng, một cái kim, một sợi chỉ cũng không vứt bừa bãi, phải nuôi dưỡng các thói quen tốt, để ngày sau đi ra ngoài tham vấn hoặc tá túc tại một đạo tràng nào còn giữ được cung cách tề chỉnh, không sai sót, tránh trường hợp thiên đơn, tức là phải đi nơi khác. Điểm này xin đặc biệt chú ý. Ha ha ha, 问什么的说